Rồi chúng ta vô lớp nha. Cái lúc mà cô có đọc được tin nhắn ở trên group á, là không có chỗ nộp, thì cô đi vô lớp nhưng mà cô nhầm lớp, cô nhầm một lớp khác. Cô thấy là có mà sao bé nó nói lại nói không. Rồi cô vô trỏng cô chỉnh sửa cái cài đặt thời gian nộp thôi của cái chương đó. Cô nghĩ chắc nó trục trặc gì đó thì cô thôi cô chỉnh lại cái thời gian. Rồi không thấy đứa nào nói gì hết cho nên cô nghĩ là vậy là ổn rồi. Nhưng mà hồi nãy coi tụi em la lên lại, cô coi lại thì thấy là mình nhầm lớp. Hiểu ý cô nói không? Cho nên thì cô mới mở rồi ha. Bạn nào vô coi sẽ thấy cô mới mở rồi. Thì bài khác ha, chút xíu nữa nói sau nha. Ok, còn bây giờ chúng ta sửa bài trước nha tụi em. Rồi nhìn giùm cô. Quay hả? Quay lại hả? À ghi âm ha. Rồi cảm ơn em. Rồi ok, ghi âm rồi ha. Rồi tụi em nhìn lên bài. Nãy giờ có gì thắc mắc bài chấm 6. Cái bài chấm 6 này là cái bài chủ yếu cho mình biết cái một một cái quá trình 2 năm, một cái quá trình 2 năm từ lúc mua lập dự phòng rồi qua năm sau khi chúng ta bán và sử dụng dự phòng thì chúng ta lại lập tiếp tục 2 năm nó như thế nào. Đúng vậy, ở đây thời điểm ngày 31 tháng 12 chúng ta lập dự phòng đó không. Đây tụi em nhìn cho cô cái năm đầu tiên đó ha. Đây là khi chúng ta đầu tư như vậy, đơn giá một cổ phiếu, đơn giá lưu ý dùm cô, đơn giá một cổ phiếu là theo giá gốc nè, hồi cũng ghi đơn giá đi, giá gốc của một cổ phiếu nói vậy ha, giá gốc của một cổ phiếu là bằng 29.000, 29.000 được chưa, giá gốc một cổ phiếu là như vậy. Thì lúc chúng ta mua thì nó là 29, nhưng mà tới ngày 31 tháng 12 thì chúng ta thấy giá nó còn có 6.200 à. Như vậy chúng ta phải lập dự phòng. Ở đây cô nói cho tụi em nghe, dự phòng này á, là 2291 là dự phòng của cổ phiếu, nhưng mà lỡ mà tụi em không nhớ tài khoản cấp 2 thì em 229 vậy cũng ok nha. 2291 là của cái số cổ phiếu chứng khoán kinh doanh, đầu tư theo cái kiểu chứng khoán kinh doanh. Và em nhớ là chỗ này cô nhắc nè, giá gốc của mình là 29.000, nhưng mà em nhớ khi người ta chia lãi trên trên cái phần mình nắm giữ đó thì người ta chia trên mệnh giá, không có chia theo giá gốc đâu nha, chia theo mệnh giá. Rồi tiếp, chúng ta có 1.000 cổ phiếu và chúng ta sẽ lập dự phòng giảm giá theo cái giá chênh lệch giữa giá trị sổ sách của mình là 29.000 và trừ đi cái giá trị mà ngày 31 tháng 12 còn có 6.200 à. Như vậy là chúng ta hụt hụt hết 22 triệu 9, 22 triệu 800, và chúng ta lập dự phòng cho 22 triệu 800. Như vậy sau khi lập dự phòng xong thì trên báo cáo tình hình tài chính của mình ở thời điểm này thì chứng khoán kinh doanh theo giá gốc 29.000, dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh âm 22.800.
hiểu rõ không? Và nhớ là ghi số âm giùm cô nha, nó không có khó nhưng mà quên nha. Rồi ok, chỗ này hiểu ha, có bạn nào thắc mắc chỗ nào không? Rồi ok, cô chiếu tiếp nha. 5n cộng 1, đây nhìn đi, rồi 5n cộng 1 có gì thắc mắc không? Cứ nói ha, mình bán 200 cổ phiếu nè, 200 cổ phiếu này được bán theo giá gốc, khi xuất á, khi xuất cái cổ phiếu ra là theo giá gốc. Bình thường thì nó sẽ tính theo giá bình quân, nhưng mà do mình trong kỳ thì chỉ có một loại này mua có một lần thôi, cho nên bình quân cũng chính là nó. Hiểu ý ha? Đây là giá gốc của cổ phiếu theo bình quân ha. Trong bài này thì không có bình quân mà là đích danh, bởi vì chỉ có một mình ơn nó. Tiếp, đây là số tiền thu được do bán cổ phiếu, và trên là lỗ vẫn như thường em đưa vào tài khoản 635 giùm cô. Lỗ vẫn xử lý vào 635 bình thường. Chỗ này highlight lên nha, không có ghi giảm dự phòng, nhớ giùm cô. Tiếp tục, như vậy chúng ta bán 200 xong, chúng ta còn 800. Chúng ta còn 800 mà ngày 31 tháng 12 tiếp tục cuối 5N+1 thì cái cổ phiếu của mình nó là 9.800. Như vậy ở thời điểm này chúng ta sẽ lập dự phòng cho 800 này. 800 này từ 29.000 mà bây giờ nó rớt còn 9.800. Như vậy chênh lệch cái giá gốc và giá tại thời điểm cuối năm, chúng ta bị giảm sút và chúng ta phải lập dự phòng cho 800 này. Suy ra số tiền của chúng ta là 15.360.000. Thì do năm trước, đây là dự phòng cần lập của năm nay là 15 triệu mấy.
Năm trước của chúng ta là 22 triệu 800, mà năm nay chỉ cần lập 15 triệu mấy thôi. Như vậy là nó thừa. Nó thừa thì mình hoàn nhập dự phòng. Bút toán ghi ngược lại, hoàn nhập dự phòng. Thấy rõ không tụi em? Và số tiền là 7 triệu mấy. Và cuối cùng, khi chúng ta trình bày báo cáo tài chính, thì tụi em nhớ ở chỗ này các bạn học không rõ đó, các bạn sẽ lòng vòng cái chỗ này. Có đứa thì ghi là 15 triệu mấy, có đứa thì ghi 7 triệu mấy, vân vân. Nhưng mà nhớ giùm cô, cái chỗ dự phòng này khi lên trình bày báo cáo tình hình tài chính, nó chính là số dư cuối kỳ của tài khoản dự phòng. Mình lấy chắc ăn thì mình sẽ lấy số dư cuối kỳ bằng số dư đầu kỳ. Bằng số dư đầu kỳ nha. Đây tài khoản dự phòng của chúng ta. Nếu như mà tính số dư cuối kỳ, số dư cuối kỳ của tài khoản 2291 của mình đang dài bằng số dư đầu kỳ là 22 triệu 8, đúng không? Trừ cho cái phát sinh giảm do mình mới hoàn nhập 7 triệu 440, phát sinh tăng không có, cho nên số dư cuối kỳ là 15 360. Đây số dư cuối kỳ của tài khoản 229, và con số này là con số sẽ lên báo cáo. Thấy rõ không? Đây là con số sẽ lên báo cáo. Được chưa? Đây là con số sẽ lên báo cáo. Nhưng mà nếu như mà chúng ta thi trắc nghiệm á, mà chúng ta bấm tính cái con số này thì coi bộ nó hơi bị lâu. Hiểu ý không? Bấm tính cái con số này coi bộ hơi bị lâu. Cho nên thay vì bấm tính như vậy, chúng ta xác định số cần lập dự phòng giảm giá. Đây chính là con số cần lập. Thay vì mình phải tính, em hiểu ý không? Mình tính ra đây rồi có nhiều khi trắc nghiệm mình lúng tà lúng túng. Mình không có tính. Mình xác định đề bài cho mình đã tính mức dự phòng đó cho năm sau đó là bao nhiêu? 15 triệu mấy. Thì đây chính là con số nằm ở chỗ này. Nhớ giùm cô nha. Có một số các bạn lúng túng chỗ này thì cô trình bày để nói cho tụi em nghe. Tính được số dư cuối kỳ ok, nhưng mà tính thì nó mất thời gian, cho nên chúng ta xác định nó chính là con số dự phòng cần lập cho năm sau đó. Chúng ta lấy con số đó bê vô là đúng nha. Rồi về nhà làm cho cô bài tập 5.7. Bài tập mình đang sửa là 5.6, làm cho cô 5.7. Nhưng mà trước khi làm 5.7 thì cô hướng dẫn cái chỗ này. Bạn mình hỏi. Cái đó là số dư cuối kỳ. Rồi. Cô hỏi trả lời câu của bạn Dương trước nha. Thì đây, em nhìn lên đây. Cái chỉ tiêu dự phòng thì chúng ta lấy số dư cuối kỳ của 229, còn cái chỉ tiêu chứng khoán kinh doanh. Còn cái chỉ tiêu chứng khoán kinh doanh là chỉ tiêu ở trên á, chứng khoán kinh doanh thì chúng ta sẽ lấy số dư cuối kỳ của tài khoản 121 là chứng khoán kinh doanh. Thì đầu năm 121 là bao nhiêu? Đây. Đầu năm 121 chứng khoán kinh doanh, đầu năm 121 chính là con số cuối năm trước chuyển qua. Nếu chúng ta lấy trên báo cáo thì đây là con số 29.000 nha. Còn nếu tụi em nhìn trong đề thì tụi em thấy mình có 1.000 cổ phiếu và giá mua là 29.000. Tùy chỗ lấy số liệu trên bài tập thì chúng ta lấy theo đề. Còn nếu không lấy số liệu trên bài tập, chúng ta lấy trên báo cáo thì nó chính là cái số của cuối năm trước chuyển qua năm nay nha. Như vậy cô ghi cho tụi em đây. Chỗ này, số dư cuối kỳ của tài khoản 121 bằng số dư đầu kỳ 29 triệu, cộng phát sinh tăng trong kỳ không có mua thêm,
trừ phát sinh giảm trong kỳ, đây chúng ta bán 200, bán 200, đây là 5,8 triệu, đúng không? Bán 200, đây là 5,8 triệu, cộng cho 0 và trừ cho 5,8 triệu, trừ cho phát sinh giảm 5,8 triệu, như vậy chúng ta ra số dư cuối kỳ là 23,2 triệu ha. Đây là cách thứ nhất để xác định. Còn cách thứ hai em xác định để cho nhanh hơn. Nhanh hơn thì em nắm cái bài, nếu mà em theo sát cái bài em thấy hồi đầu mình có 1.000. À, cái lúc mình mua là mình mua 1.000 cổ phiếu. Đây, lúc mình mua là mình mua 1.000 cổ phiếu, mà bây giờ mình bán ra 200 rồi. Như vậy hiện còn là mấy trăm cổ phiếu? 800 cổ phiếu. Đây là cách thứ hai, em tính trong đầu em tính nhẩm. Mình có 1.000, mình bán 200, như vậy là còn 800. Và 800 trên tài khoản chứng khoán kinh doanh đang ghi với giá gốc. À, đang ghi với giá gốc. Như vậy chúng ta cũng ra được là 23,200,000. Được chưa? À, tùy theo các bạn nắm hướng nào cũng được. Chúng ta lấy nguyên tắc. Chúng ta lấy nguyên tắc là số dư cuối kỳ của các tài khoản nha. Còn nếu mà chúng ta nhẩm trong đầu mà nhanh thì chúng ta có thể nhẩm được. Được chưa? Rồi. Không có nợ em ơi, không có. À, kế toán á, Tâm. Kế toán á, Tâm. Nó làm theo quy định, quy định hướng dẫn sao thì mình làm vậy. Ở đây trong trường hợp lỗ thì đưa vào nợ 6,3,5, còn lời thì có 5,1,5. Nên như em là tự chế rồi, nợ là 6,3,5 chứ sao có cái này nợ cái kia, không có được nha. Đừng tự chế, kế toán là theo quy định hết à. Làm theo quy định, có chuẩn mực kế toán, có thông tư chính sách chế độ kế toán. Bản thân tụi em vẫn mệnh giá là 10.000 hưng. Mệnh giá của cổ phiếu là 10.000, nhưng mà giá trao đổi ở trên thị trường thì bây giờ alo cô ơi, dạ em không có nghe tiếng của cô nữa.
Rồi, ok. Nãy giờ cô bị mất kết nối. Không, không có xài được, không có thấy Duy Xanh. Ok. Rồi. Tụi em còn ở đó không? Còn rồi. Ừ, nãy giờ tụi em có văn không? Cô có không, mình anh cô? Có mình anh cô bị văn hả? Nè, nói nghe nè mấy đứa. À, tụi em phải hiểu như thế này. Cái mệnh giá đó là cái giá trị ban đầu của cái cổ phiếu. Ví dụ như là khi cô thành lập công ty, cô mở công ty là 1 tỷ mà là cô là công ty cổ phần. Như vậy thì 1 tỷ của cô được chia thành những phần vốn bằng nhau. Cô chia thử nha. 1 tỷ của cô mà chia ra mệnh giá 10.000. Như vậy thì cô sẽ có cô. Cô ơi, cô chưa có xem màn hình cô ơi. Cô chưa xem hả? Nó đứt cái màn hình hả? Cô cũng chưa làm gì hết. Ok. Để. Rồi, thấy rồi ha. Cô nói tiếp nha. Cô nói tiếp, đó là cái mệnh giá, là cái giá trị của cái cổ phiếu. Cô mở công ty vốn 1 tỷ đồng và cô có mệnh giá, cô là công ty cổ phần, cho nên cô chia thành những phần nhỏ bằng nhau, cái phần vốn nhỏ bằng nhau, và cô chia nó 10.000 đồng một cổ phiếu. Thì 10.000 đồng một cổ phiếu, như vậy cô có 100.000 cổ phiếu. 100.000 cổ phiếu này được tung ra thị trường, hiểu không? Thì nó sẽ có giá cả khác nhau tùy từng thời điểm khác nhau. Ví dụ như thời điểm mà cung của cổ phiếu nó nhiều thì giá cả sẽ thấp. Còn cung của cổ phiếu ít thì giá cả nó sẽ tăng lên, nó không phải 10.000 đâu. Đừng mơ mà 10.000, khó mà nó đứng ở 10.000. Nó nhảy tùm lum giá. Hoặc là nó theo cái hoạt động kinh doanh của đơn vị mình. Mình làm ăn có lời thì giá cổ phiếu tự động nó đẩy lên. Bởi vì mình hoạt động kinh doanh tốt thì nhiều người muốn mua. Nhiều người muốn mua, như vậy là cung ít hơn cầu, giá cổ phiếu tự động nó đẩy lên. Còn em làm ăn không tốt, không ai thèm nhìn mặt của cổ phiếu em hết, giá cổ phiếu em tự động nó rớt xuống. Hoặc em đang làm ăn kinh doanh tốt thì bây giờ có kẻ xấu, giống như là nó ví dụ như em mà bán đồ thực phẩm, có kẻ xấu nó muốn phá thương hiệu mình, nó bỏ một con dán, một con dế, một con gì đó vào. Như vậy là tai tiếng báo chí đăng rầm rầm, cổ phiếu của em nó sẽ tuốt tuồn tuột, nó tụt xuống. Em hiểu ý không? Cho nên cái giá mà mình mua bán với nhau trên thị trường, đó là giá thị trường của cổ phiếu. Còn cái mệnh giá là cái giá ban đầu của cổ phiếu khi chia vốn thành lập doanh nghiệp. Nó khác nhau lắm mà. Cho nên ngay từ đầu khi cô nói cái giá mua của cổ phiếu này của mình là 29.000. Bài này dễ không cho chi phí, chứ còn nếu mà cái bài đầy đủ ra thì người ta sẽ có là giá gốc của cổ phiếu sẽ bằng giá mua cộng cho chi phí mua nữa. À, cô phải nhắc bài lại chứ không phải tụi em quên nha. Giá gốc bằng giá mua cộng cho chi phí mua nha. Như vậy em thấy mình mua 29.000 đó là cái giá gốc của cái khoản đầu tư, nhưng cái giá trị thực của cái cổ phiếu chỉ có 10.000 đồng thôi. Hiểu ý ha? À, và cái này nó rất bình thường, có khi nó lên cả 100.000 cũng có. Mệnh giá 10.000 mà phải mua cả 100.000, em nhìn như cổ phiếu của Vinamilk đó. À, nó lên bao nhiêu lần, phải không? Bình thường, cái này bình thường nha. Nhưng mà về mặt công ty thì công ty chỉ biết cái cổ phiếu này 10.000 thôi. Còn cái chuyện anh mua bán trên thị trường là chuyện của anh. Còn công ty chỉ chứng nhận cái cổ phiếu này 10.000 đồng thôi, góp vốn vô đây 10.000 thôi. Do đó chia lãi cũng tính trên 10.000 thôi. Hiểu ý cô nói ha? Rồi. À, câu hỏi trôi hết trơn rồi, cho nên cô không thấy được câu nào nữa hết. Cô cho em hỏi lại cái chỗ mà ghi nhận lời lỗ rồi trên chứng khoán rồi. Ừ. Thì mình nhanh nếu lời thì mình bút toán thế nào, mà lỗ thì mình bút toán thế nào? Ừ, dễ mà em nè, cô nhắc lại nha. Cái chỗ này dễ lắm mà, mình đừng có tự chế là được rồi. Tại vì kế toán là không có tự chế đâu nha. Ờ, đây.
có 121 đó là theo giá gốc đúng không? Đây là cái gốc mình mua 29.000 thì mình ra 29.000, cái bài này nó đơn giản. Còn nếu trường hợp mà khó hơn một chút xíu thì thay vì giá gốc của chúng ta, ta phải tính giá bình quân. Nếu như có nhiều lần mua bán thì mình sẽ tính giá bình quân nha. Còn ở đây cái bài này có một mình nên nó mua có một lần thì nó là 29.000, được chưa? 121 là giá gốc, trong khi tiền thu về thì theo giá bán. Tiền thu về thì theo giá bán, đã chưa? Như vậy gốc và bán bằng nhau, không lời không lỗ. Còn nếu gốc và bán chênh lệch lớn hơn hay nhỏ hơn, đó chính là lời lỗ của việc kinh doanh chứng khoán. Thì lời thì chúng ta đưa vào năm 1 năm, mà đưa vào năm 1 năm là có năm 1 năm. Còn lỗ thì chúng ta đưa vào 6-3 năm, mà nếu 6-3 năm là nợ 6-3 năm, hiểu không? Như cái bài này giá gốc là 29 mà giá bán có 12, như vậy là lỗ. Lỗ là nợ 6-3 năm. Em hỏi đúng rồi đó Dương, nhưng mà em hình dung ra như vậy. Dự phòng là tính vào chi phí, đây nợ 6-3 năm có 229, dự phòng là tính vào chi phí. Nếu mà mình trích thêm, mình lại tiếp tục tính vào thêm chi phí. Đây là trích rồi ha, cô trích rồi ha. Năm sau khi mình trích thêm thì y chang như vậy, mình lại tiếp tục tính vào chi phí. Còn nếu mình dư bình thừa thì mình hoàn nhập. Hoàn nhập là cái bút toán ghi đảo lại cái bút toán trên. Vậy thôi. Hoàn nhập là việc ghi đảo lại cái bút toán trên. Cô ghi sai phải không? Hoàn nhập đánh mà nó không phải ghi sai mà đánh mà nó không có ăn. Hoàn nhập là chúng ta ghi giảm 229 có của 6-3 năm. Hoàn nhập là ghi đảo lại, ghi ngược lại. Đương nhiên em nói đúng ha, nhưng mà cô giải thích theo ý của cô. Đương nhiên tính vào chi phí thì là trích, còn ghi ngược lại, ghi giảm chi phí khi có chi phí thì nó là hoàn nhập ha. Cho nên câu của em đúng rồi và cô giải thích là như vậy. Rồi đứa nào hỏi gì nữa không? Ok, cảm ơn em. Về nhà làm cho cô bài tập 5.7. Mà trước khi làm bài tập 5.7 thì cô phải hướng dẫn tụi em một cái chỗ này. Cô hướng dẫn cho tụi em cái chỗ này nha. Khi tụi em đầu tư, khi đầu tư nhìn trên thanh chart, góp vốn vào, vào đâu lần lượt nè, vào 221, vào 222, vào 228. Thế này, cái này là góp ngắn hay góp dài hạn tụi em? Đây là dài hạn nha. Đầu tư góp vốn vào một đơn vị nào đó, đây là dài hạn nha. Mà bằng tài sản, bằng tài sản, nghĩa là không phải bằng tiền mà bằng tài sản. Góp bằng cái gì thì em ghi giảm cái đó. Ví dụ như em góp hàng hóa thì em ghi giảm hàng hóa. Giảm hàng hóa theo giá trị sổ sách, theo giá xuất kho. Theo giá xuất kho hay là theo giá trị sổ sách xuất kho nha. Và cái khoản đầu tư góp vốn em tăng lên, tùy theo em đầu tư vô đâu thì cái khoản đó tăng lên tương ứng. Được chưa? Mà cái khoản đầu tư thì nó tăng lên theo đánh giá. Theo đánh giá, các khoản đầu tư tăng lên theo đánh giá. Như vậy nếu bằng nhau thì thôi, nếu có chênh lệch thì chênh lệch này sẽ được đưa vào 711 hoặc là 811. Đây là tự phải nhớ. Cô giải thích nha. Ví dụ
cô và một người số người bạn nữa hùng vốn nhau mở một cái shop bán quần áo, hiểu ý không? Hùng, đứa thì hùng vốn, đứa thì hùng tiền, đứa thì hùng mặt bằng. Cô đưa ra một cái xe hàng tới, cô nói đây quần áo, đây đồ đạc, đây hàng hóa của tôi, đây mình bán shop quần áo thời trang mà. Vậy là cô đẩy tới một cái xe quần áo. Cô nói cái xe này là trị giá 1 tỷ đồng. Đây, cái xe này đồ quần áo 1 tỷ đồng. Cô đưa vô góp vốn. Tới khi bạn cô mở ra, trời, toàn là đồ sida không. Vậy nó có chịu không em? Nó có chịu cái xe hàng này 1 tỷ đồng không? Không. Nó không chịu xe hàng này 1 tỷ đồng đâu. Mà ba đứa phải ngồi với nhau đánh giá lại. Đánh giá lại coi cái xe hàng này giá của nó đáng là bao nhiêu. Em hiểu cô giải thích không? Có 156 là cái giá cô xuất kho ra 1 tỷ. Bạn cô nó nhìn đóng hàng, nó nói cái mớ này mà 1 tỷ tao không nhận góp vốn đâu. Ba đứa ngồi với nhau định lại tài sản đánh giá là bao nhiêu. Thì cái tài sản đánh giá có thể cao hơn hoặc thấp hơn cái 1 tỷ của cô. Nếu mà cô đưa ra cái xe hàng đó toàn là lô hàng hiệu không thì cô ngu gì cô đánh 1 tỷ. Cô phải kêu lên 1 tỷ mấy. Hiểu ý không? Nói chung là ba đứa sẽ ngồi lại với nhau và đánh giá. Nếu trường hợp đánh thấp hơn 811. Nếu trường hợp đánh cao hơn 711 xuất hiện. Tụi em nắm cái ý này cho cô rồi về nhà làm bài tập 5.7 cho cô nha. Rồi sau đó chúng ta nộp trên cái gì đó, nộp trên LMS, được chưa? Bạn nào thắc mắc gì nữa không? Không thắc mắc, cô đi qua chương 6, chương 7 cô kẹp vô, bởi vì cô nói một lúc cho nó dễ. Một cái nợ phải trả, một cái vốn chủ sở hữu ha. Nói nó dễ. Nè tụi em nhìn cho cô nè. Đây là cái trên màn hình còn ha. Chứng khoán kinh doanh, chúng ta lấy số dư cuối kỳ. Chỗ này cô nói lại một lần cho các bạn nào chưa nắm, các bạn nắm nha. Chúng ta lấy số dư cuối kỳ của tài khoản 121. Được chưa? Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, ghi số âm. Nhớ cái biểu thị ghi số âm chưa? Dự phòng giảm giá thì chúng ta lấy số dư cuối kỳ của tài khoản 2291. 229 cũng được rồi, nhưng mà nếu muốn 1 thì 1, còn không 229 cũng hiểu rồi. Ok. Tiếp. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, chúng ta lấy số dư cuối kỳ của tài khoản 128. Cái này là nếu nó ngắn hạn nha, thì chúng ta lấy trên sổ chi tiết những cái khoản dưới 1 năm ngắn hạn. Còn đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn mà nếu như nó trên 1 năm thì chúng ta cũng lấy trên tài khoản 128, nhưng mà chi tiết những cái khoản trên 1 năm gọi là dài hạn nha. Lấy số dư cuối kỳ, số dư cuối kỳ nha của tài khoản này. Cái này tương tự, số dư cuối kỳ của tài khoản này, chi tiết ngắn hạn thì đưa vào ngắn hạn, dài hạn thì đưa vào dài hạn. Rồi, đầu tư vào công ty liên doanh liên kết thì chúng ta sẽ lấy số dư cuối kỳ của tài khoản 222 là liên doanh liên kết. Tương tự như vậy, nếu người ta công ty con thì chúng ta lấy số dư cuối kỳ của tài khoản 221. Hiểu ý cô nói không? Chúng ta cứ lấy số dư cuối kỳ chúng ta lên. Tài khoản nó tương ứng với tên gọi của chỉ tiêu nha, cho nên là chúng ta mình tính toán cộng trừ thì nó ra bài bản, còn không thì mình giống như cái bài chấm 6 hồi nãy đó, thì mình tính nhanh cũng được nha. Mà mình hiểu cái mục đích của mình là gì, tính số dư cuối kỳ nha, rồi mình tính nhanh, tùy mình thôi. Được chưa?
Rồi cô giảng cái chương nợ phải trả. Để cô xem màn hình cho tụi em nha. Rồi, tụi em nhìn lên màn hình dùm cô, kế toán nợ phải trả. Nợ phải trả là gì? Nha. Đầu tiên, chúng ta học một cái đối tượng nào cũng vậy, chúng ta phải biết nó là cái gì. À, cái nợ phải trả này nó liên quan tới ba thì. Thì quá khứ, thì hiện tại, thì tương lai. Nha. Tại sao nói liên quan tới ba thì? Đó là bởi vì nợ phải trả nó là cái nghĩa vụ hiện tại. Nghĩa vụ hiện tại nó phát sinh từ các sự kiện đã qua và trong tương lai doanh nghiệp phải thanh toán bằng chính nguồn lực của mình. Hình dung được không? Nó liên quan tới ba thì. Được chưa? Tiếp. Và khi đây là cái nghĩa vụ hiện tại của mình và khi thanh toán thì đương nhiên dẫn đến sụt giảm về cái lợi ích kinh tế. Đúng là mình thanh toán mà mình chi tiền hoặc bỏ tài sản ra thanh toán thì cái lợi ích kinh tế mình nó bị sụt giảm đi. Và để ghi nhận được nợ phải trả thì tụi em nhớ rằng nó có cái ba điều kiện, thì hai điều kiện trên là bình thường rồi ha. Nghĩa vụ hiện tại mình phải thanh toán bằng nguồn lực của mình. Và cái điều kiện thứ ba tụi em nhìn giùm cô, phải ước tính được một cách đáng tin cậy. Nói thì nghe nó ngạc nhiên, nhưng mà nó không ngạc nhiên đâu. Ví dụ em phải trả tiền vay, em phải trả nhà cung cấp, em phải trả lương, thì mấy cái này xác định rõ ràng. Xác định rõ ràng số tiền trả là bao nhiêu, chừng nào trả. Hiểu ý không? Xác định rõ ràng. Nhưng mà có, trong kinh doanh nó có những cái khoản mà không xác định được chính xác rõ ràng như vậy, mà người ta phải ước tính. Trong trường hợp đó mình phải ước tính một cách đáng tin cậy thì mới ok nha. Thì khi nào tới chỗ ước tính thì cô nói cho tụi em nghe nha. Nhưng mà không phải lúc nào cũng xác định rõ ràng như tiền vay, tiền nợ phải trả, người cung cấp đâu. Có những một số trường hợp mình phải ước tính nha. Rồi, đây là phân loại nợ. Nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Được chưa? Nợ ngắn hạn đó là những nợ trong vòng 12 tháng nha, hoặc trong một chu kỳ kinh doanh. Còn nếu trên 12 tháng hay trên một chu kỳ kinh doanh thì được gọi là nợ dài hạn. Làm ơn nhớ giùm cô ha, nó có hai điều kiện, hoặc trong vòng thời gian 12 tháng hoặc trong một chu kỳ kinh doanh. Rồi, ok, mà nó tính từ đâu? Kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, cái chỗ này lưu ý giùm cô. Kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng mà người ta có thể hỏi mình như thế này. Ví dụ ngày 1 tháng 1 cô mua triệu, mua nhìn trên thanh chát, mua triệu là mua thiếu nha, 100 triệu. Và sau 15 tháng hay là 18 tháng sẽ thanh toán. Sẽ thanh toán. Chỗ này là cái chỗ người ta có thể hỏi mình. Mua triệu là mua thiếu á nha. Sau 18 tháng thì chúng ta mới thanh toán. Như vậy trên 12 tháng không?
Tụi em nói cho cô nghe, nợ này là ngắn hạn hay dài hạn? Nếu như câu trắc nghiệm người ta hỏi em ngắn hạn hay dài hạn, trả lời ngắn hay dài. Tiếp, những bạn khác đâu, ngắn hay dài? Có bạn nào nói dài hạn không? Ồ, các bạn tiếp thu bài rất là tốt. Không, nó là ngắn hạn. Tại sao vậy? Tại vì tới thời điểm ngày 31 tháng 12 thì nợ này nó còn mấy tháng thôi? 6 tháng thôi. Mà nếu 6 tháng thì nó ngắn rồi. Đây là nợ ngắn hạn. Nhớ dùm cô, nợ ngắn hạn nha. Tính ở thời điểm phát sinh hay thời điểm ngày 31 tháng 12, làm ơn nhớ dùm. Tính ngày 31 tháng 12 nha. Chỉ vậy thôi. Nó có những cái tích tắc như vậy, mình để ý ha, mình nhớ thì ok. Rồi, nhìn cho cô. Chúng ta sẽ học những khoản như sau. Phải trả người bán, được chưa? Phải trả người lao động, được chưa? Các khoản vay, được chưa? Còn lại tự đọc. Cô có thể nói sơ cái doanh thu chưa thực hiện này cho tụi em nha, nhưng mà còn lại tự đọc. Phải trả người bán, phải trả người lao động và vay. Vay thôi, còn không có nợ thuê tài chính đâu, các khoản vay, được chưa? Đầu tiên phải trả người bán. Cái này phải trả người bán, chúng ta nhớ cái phần đầu thôi là được rồi. Đương nhiên thì hai cái dưới nó phải có điều kiện là như vậy thì mới được nha. Phải trả người bán phát sinh từ cái giao dịch mua thiếu. Doanh nghiệp mình mua thiếu, mua thiếu cái sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, nghĩa là chưa thanh toán. Nó ngược lại với 131, được chưa? Nó ngược lại với 131, cái này là 331. 331 là người ta mua thiếu mình sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. 331 là mình mua thiếu người ta sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Như vậy, căn cứ vào cái chứng từ là cái hóa đơn mua hàng. Nếu mà là hàng hóa mà thì chúng ta sẽ có cái phiếu nhập kho. Chứng từ thanh toán là cái phiếu chi hay là giấy báo nợ khi chúng ta thanh toán. Khi mà chúng ta phải trả người bán, trong một lúc chúng ta có nhiều khách hàng, nhiều nhà cung cấp, thì cái này đương nhiên rồi, cũng giống như phải thu vậy, phải trả cũng vậy, phải chi tiết ha, phải chi tiết cho từng đối tượng thì mới biết từng đứa một mình thiếu nó nhiều chứ, phải không? Rồi, ở đây nè, cô giải thích cái này, cái slide trên màn hình. Đúng vậy, bạn Mỹ Linh hỏi tụi em nhìn lên trên thanh chat. Bạn Mỹ Linh hỏi, nếu ngày 1 tháng 12 không phải ngày 1 tháng 1 mà là ngày 1 tháng 12 thì ngày 31 tháng 12 nó còn 17 tháng thì đương nhiên là nợ dài hạn. Đương nhiên là nợ dài hạn rồi. Ok, còn bây giờ cô giải thích cái trên màn hình dùm, màn hình cho tụi em nè. Bình thường, đây là cái một xảy ra bình thường, tụi em sẽ thấy mình mua hàng hóa chưa thanh toán. Đây là nghiệp vụ một bình thường, nó cũng giống phải thu vậy đó, cái này ngược lại thôi. Đây là mua hàng hóa chưa thanh toán, sau đó vài ngày chúng ta thanh toán. Sau vài ngày chúng ta thanh toán, đây là trường hợp bình thường. Như vậy trong trường hợp này bình thường, tài khoản 331 có số dư bên nào em? Bên có, được không? Bình thường 331 số dư bên có. Bình thường chúng ta sẽ trình bày cái số liệu này trên báo cáo tình hình tài chính nha. Ở chỉ tiêu nợ phải trả, nó là nợ phải trả mà tên chỉ tiêu là khoản phải trả người cung cấp, phải trả người bán, đúng không? Lấy số dư cuối kỳ,
lấy số dư cuối kỳ là bao nhiêu, thời điểm cuối kỳ chúng ta sẽ lên chỉ tiêu bên nợ phải trả, phải trả người bán, được chưa? Đây là quy trình bình thường, được không? Trong những cái trường hợp mà người bán nó không biết mình là ai, hoặc trong một số những cái trường hợp như mình đi tới nhà hàng mình đặt tiệc, rõ ràng người ta cũng không biết mình, ha, à, mình nói chủ nhật này tôi đãi mấy cái bàn tiệc, rồi mỗi một bàn là bao nhiêu tiền, 5 triệu đồng một bàn, chủ nhật này tôi đãi 10 bàn tiệc 50 triệu đồng, làm tiệc cho tôi đi. Có ai làm cho em không? Không. Trong trường hợp này mình phải làm sao tụi em? Ứng trước tiền hàng thì người ta mới làm cho mình. Ứng trước tiền hàng. Như vậy trong trường hợp này thì nghiệp vụ lên đầu lại là nghiệp vụ nợ của 331 có của 112, quy trình nó đảo ngược. Rồi khi tới chủ nhật mình tới ăn thì người ta sẽ cung ứng dịch vụ cho mình. Mình nợ vào, à, nói dịch vụ thì nợ vào chi phí, còn nói tài sản thì nợ vào tài sản 156 đi ha, và có 331. Hiểu ý không? Như vậy trường hợp mà mình ứng trước tiền hàng mà mình chưa nhận hàng, trong trường hợp này tài khoản 1331 sẽ có số dư bên nào? Sẽ có số dư bên nợ, lưu ý giùm cô đó ha. Trong trường hợp mình ứng cho người ta 30% mà chưa tới ngày ăn tiệc, như vậy thì trong thời gian đó 331 nó sẽ có số dư bên nợ. Trường hợp nó có số dư bên nợ thì khi em trình bày trên báo cáo tình hình tài chính thì em nhớ giùm cô, em sẽ trình bày nó bên phần tài sản, ở chỗ ứng trước cho nhà cung cấp, khoảng cái ứng trước cho người bán, nhà cung cấp hay người bán ha, khoản ứng trước cho người bán, mà quan trọng là em phải xác định nó là tài sản. Hiểu ý cô nói không? Cũng giống như 131 á, cái này ngược lại 331 y hệt vậy. Có số dư hai bên. Đây em đọc lại chỗ này. Có thể cuối kỳ nó có số dư bên nợ hoặc số dư bên có là cái cô mới trình bày cho tụi em nha. Và chúng ta căn cứ vào sổ chi tiết để biết bên nợ là bao nhiêu, bên có là bao nhiêu, để trình bày lên bảng cân đối kế toán. Bên có bình thường bên nguồn vốn, bên nợ thì mình ghi bên tài sản, khoản ứng trước cho nhà cung cấp, được không? Thì cái này là mấy cái biểu đồ, muốn nhìn thì nhìn, không nhìn thì thôi nha. Rồi chúng ta bỏ qua các khoản thuế, không có coi khoản thuế. Rồi như vậy hết 331 rồi, cô cho tụi em làm bài tập ứng dụng liền ha. 331 tụi em làm cho cô bài 6.1. Bài 6.1.
Nhiệm vụ đầu tiên. Đây nó chỉ thể hiện các khoản thanh toán thôi. Mua nhập kho bình thường, nhập vật liệu. Nhiệm vụ 1 bình thường ha, cố gắng làm đúng nhiệm vụ 1. Nhiệm vụ 2 bạn nào làm được thì là hay. Rồi làm được mấy nghiệp vụ rồi tụi em? Nghiệp vụ 1 thì dễ rồi ha. Nghiệp vụ 2 á. Nè, tụi em nhìn lên màn hình giùm cô.
làm giống tụi em không? Nghiệp vụ 1 thì dễ rồi ha. Chỗ nghiệp vụ 2 à. Nghiệp vụ 2 các bạn đưa vào đâu? Đây là chi phí công cụ dụng cụ. 12 triệu một cái máy hay là 12 triệu 100 một cái máy, nó là công cụ dụng cụ nha. Không đưa được vào 211, nó là phân bổ công cụ dụng cụ, nó không phải một cái tài sản. Hiểu không? Nó không phải một cái tài sản. Nó là ba cái tài sản gắn ở ba chỗ khác nhau. Chứ không phải một tài sản cùng phối hợp chung mà thực hiện một chức năng, không phải. Chi, em hỏi đúng rồi đó. Và chỗ này chúng ta cần lưu ý. Bạn Chi hỏi, khi nào mà người ta nhập kho cái công cụ này thì chúng ta mới sử dụng 153. Khi chúng ta nhập kho. Còn chúng ta đưa ra sử dụng thẳng luôn thì chúng ta nhìn thấy cái chữ đưa ra sử dụng luôn, không có vô kho. Sử dụng trực tiếp không qua kho nha. Và người ta phân bổ thì chúng ta phải đưa qua 242. Tôi biết cái chỗ này tụi em làm nó hơi khó, cái chỗ này, cho nên cô chiếu cho tụi em coi. Nhập vô kho thì mới 153, đưa ra xài luôn thì 242. Rồi làm tiếp hai nghiệp vụ cho cô.
Bạn Tâm thiếu một nghiệp vụ à. Thiếu một nghiệp vụ ngày 12. Nhiệm vụ ngày 12 thì tụi em chắc phải chương kế toán tài sản cố định, phần sửa chữa lớn tài sản cố định. Cho như vậy đây là chúng ta thấy nếu mà bạn nào nhớ làm được liền như là bạn Duy như vậy nè, như vậy là rất là tốt, cái bài nó còn động còn nhớ nhiều. Còn chúng ta phải lật tập ra, mà nếu mà lật tập ra mà làm vẫn được ok cũng không sao. Cái dạng đó là khi nào chúng ta ôn tập á thì chúng ta sẽ cập nhật vô được liền, không sao, hơi chậm hơn một chút nhưng mà cũng ok tốt. Còn mà chúng ta đọc mà chúng ta không biết nó ở chỗ nào, nó ở chỗ nào ha, thì cái kiểu đó hơi nguy nha. Đó là sửa chữa lớn tài sản cố định. Sửa chữa lớn tài sản cố định chúng ta sử dụng 2, 4, 1, 3, do thời gian sửa chữa dài, chúng ta cần phải có một cái tài khoản để tập hợp chi phí lại, để quản lý chi phí xem đã bỏ ra bao nhiêu nha. Rồi sau khi sửa chữa xong, 2, 4, 1, 3 sẽ kết chuyển vào 2, 4, 2 trong trường hợp chúng ta sử dụng biện pháp phân bổ như cái bài này. Đây. Tập hợp chi phí vô 2, 4, 1, 3. Sau đó chuyển 2413 qua 242. Rồi từ 242 lúc đó nếu có chúng ta sẽ phân bổ đi nha. Bài này bắt đầu từ tháng sau mới phân bổ. Đề bài nói rõ, bài này bắt đầu từ tháng sau mới phân bổ. Cho nên là chúng ta không cần, bạn ghi ơi, chúng ta không cần cái nghiệp vụ phân bổ liền trong tháng nha. Bởi vì người ta nói qua tháng sau mới phân bổ. Tụi em ghi nhận lại đi. Nhớ lại. Được không? Có thắc mắc không? Đây. Đây là nghiệp vụ ngày 20. Chúng ta thanh toán cho nghiệp vụ đầu và chúng ta hưởng chiết khấu thanh toán. Hưởng chiết khấu thanh toán chúng ta đưa vào 515. Hưởng chiết khấu thanh toán 2%. Chỗ này đề bài không nói rõ 2% trên cái gì, cho nên tụi em tính 2% trên cái gì cũng đúng. Giống như bạn Tâm tính 2% trên tổng thanh toán cũng ok. Mà bạn Duy, à bạn Duy chưa làm tới, bạn Duy ở phía sau ha, 2%. À cái chiết khấu thanh toán không cho ở cái nghiệp vụ ngày 12 nha.
Rồi, được chưa? Và đây là nghiệp vụ cuối cùng nha. Ứng trước. Rồi, Thôi cho hỏi cái nghiệp vụ 2 á cô, thì mình khi mà mình người ta ước tính sử dụng trong 5 năm á, mình phân bổ cho 5 năm đó thì mình phân bổ từng năm thế nào cô, khi mà mình nhập tài khoản cao nghiệp vụ mà công cụ hả em? à, đúng rồi cô, nghiệp vụ mà ba Rồi. mấy lần á. Rồi, có phải em hỏi nghiệp vụ này không? Đúng rồi. Đúng không em? Ngày Dạ 10 vâng. phải Dạ vâng. không? Ừ. Em hỏi ngày 10 để cô đọc lại ngày 10 rồi cô trả lời em nha. Mua 3 máy lạnh lắp đặt tại văn phòng với tổng giá trị chưa thuế là bao nhiêu đây? Thuế 10% chưa trả tiền cho công ty T. Ước tính sử dụng trong 5 năm. À, người ta không có kêu mình phân bổ thì mình không làm. Câu thứ nhất là người ta không có kêu mình phân bổ thì mình không làm. Cũng giống như cái tài sản cố định sửa chữa ở dưới này cũng vậy nè. Cái sửa chữa tài sản cố định này người ta nói qua tháng sau mới phân bổ cho nên tháng này mình không làm. Được chưa? Đó là do đó cái bài sửa nó chỉ tới đây thôi. Là một. Còn nếu mà mình tiếp tục nha, nếu mà mình tiếp tục giả sử, cô dùng từ giả sử nha. Giả sử là kế toán phân bổ ngay trong tháng. Phân bổ ngay trong tháng nghĩa là cuối tháng kế toán sẽ tiến hành phân bổ đó nha. Thì như vậy chúng ta coi cái máy lạnh này lắp ở đâu. Nếu lắp ở bộ phận quản lý doanh nghiệp chúng ta sẽ đưa vào 642 và có của 242 phân bổ. Nếu như công cụ á em. Và chúng ta phân bổ bao lâu? 36,3. Đây quy định phân bổ trong 5 năm. Quy định ở công ty là sẽ phân bổ 5 năm năm. Như vậy nhân tiếp 12 chia tiếp cho 12 nữa thì chúng ta sẽ ra số phân bổ của một gì một tháng vậy đó, từng tháng thì mình xác định cái số kho cái số phân bổ chi phí mình đưa vô 642. Được chưa? Rồi chúng ta tiếp nha, tiền lương nha. Đây tiền lương. Tiền lương. Rồi tụi em nhìn giùm cô tiền lương. Tiền lương thì ngắn thôi. Đây phải trả người lao động. Phải trả người lao động bao gồm là tài khoản 334 á. Chúng ta đang nói tài khoản 334 bao gồm các khoản gì? Tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng và các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội thực tế. Được chưa? Các khoản tiền lương, các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội. Tiền lương rồi tới phụ cấp trước, các khoản phụ cấp ví dụ như phụ cấp đi lại, phụ cấp ăn trưa nha, tiền thưởng trong lương và các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội thực tế trả, thì chúng ta theo dõi tiền lương phải trả cho người lao động, cán bộ công nhân viên trong đơn vị mình là tài khoản 334 nha. Thì căn cứ vào đâu để phản ảnh tiền lương phải trả? Đó chính là bảng lương, bảng thanh toán bảo hiểm xã hội. Còn khi chi lương thì tùy theo chứng từ chi là tiền mặt hay tiền gửi ngân hàng ở đơn vị. Thì tiền lương chúng ta có nhiêu đó thôi. Nhưng mà các khoản trích theo lương thì nó hơi phức tạp. Các khoản trích theo lương thì nó hơi phức tạp ở cái chỗ bao gồm 4 khoản: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn. 4 khoản lực nha. Thì 4 khoản này hàng tháng chúng ta sẽ bị trừ vào lương. 4 khoản này hàng tháng chúng ta sẽ trừ vào lương, trừ một lượt 4 khoản nha. Chúng ta nhìn đi. Bảo hiểm xã hội được trả cho người ta, cho người lao động trong những trường hợp gì? Ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất, vân vân. Đó là bảo hiểm xã hội.
Còn bảo hiểm thất nghiệp trong trường hợp chúng ta nghỉ việc ngoài ý muốn, chúng ta sẽ có được cái khoản trợ cấp này, hoặc là hỗ trợ học nghề hay hỗ trợ tìm việc làm. Vừa rồi cái đợt Covid vừa rồi á, thì bạn nào có đóng bảo hiểm thất nghiệp thì sẽ được nhà nước hỗ trợ trong cái gói hỗ trợ, cái mức cao nhất là 3,3 triệu, hình như có 3 mức à. Cái mức cao nhất là 3,3 triệu tùy theo cái tháng đóng bảo hiểm. Dưới bao nhiêu tháng thì được nhiêu, 2,2 triệu á, và cao nhất là 3,3 triệu. Nếu như bạn nào ở công ty mình có đóng cái này, đóng cái khoản này và hình như nó list danh sách theo doanh nghiệp, thì chúng ta sẽ có làm nó hệ thống theo doanh nghiệp. Tại vì bên trường cô là đẩy mail cho cán bộ công nhân viên, đẩy mail, đẩy link, ai cần thì nhấp vô link, thì nhấp vô link để đăng ký nhận nha. Thì theo cái số tháng đóng bảo hiểm của mình, đó là bảo hiểm thất nghiệp. Ngoài ra khi chúng ta thất nghiệp ngoài ý muốn thì bảo hiểm nó cũng trả cho chúng ta theo thời gian mình đóng. Ví dụ như có người thì trả 6 tháng tùy theo thời gian đóng mình thôi, có người thì được 6 tháng, có người thì được 8 tháng, 9 tháng gì đó ha, theo thời gian đóng của mình. Rồi, bảo hiểm y tế để mua thẻ khám chữa bệnh nha, kinh phí công đoàn để cho giống như lao động trên 10 người thì phải có bộ phận công đoàn. Như vậy công đoàn hoạt động để bảo vệ quyền lợi cho người lao động, cho nên là người lao động cũng phải trích tỷ lệ phần trăm của mình để nộp vào kinh phí công đoàn để công đoàn hoạt động nha. Thì trong sách nó có tỷ lệ trích mà họ không có chiếu trên slide, tụi em đọc trên trong sách sẽ thấy ở đây cô ghi ra nha. Chắc tụi em người ta cũng không có hỏi cái tỷ lệ này đâu, nhưng mà chúng ta nói cho biết nha. Bảo hiểm xã hội thì tỷ lệ trích là như 25,5%, 25,5%, trong đó doanh nghiệp chịu hình như 18%, người lao động chịu 7,5%. Hai cái tỷ lệ này cô hay quên. Tiếp, bảo hiểm thất nghiệp thì tổng là 2%, trong đó doanh nghiệp và người lao động mỗi bên chịu 1%, mỗi bên chịu 1%. Tiếp, bảo hiểm y tế tổng là 4,5%, trong đó doanh nghiệp chịu 3%, người lao động chịu 1,5%, rồi kinh phí công đoàn hoàn toàn 2%, thì doanh nghiệp chịu hết. Bảo hiểm thất nghiệp thôi chứ còn kinh phí công đoàn thì doanh nghiệp chịu hết 2% nha. Như vậy cái chỗ này cô nhầm nè, cô đánh lại cái chỗ này cho tụi em nha. Bảo hiểm xã hội tính ra là 10,5% đó, 10,5%. Để cô chút. Rồi, chỗ này cô nhầm nè, cô ghi lại nè nha, trên thanh chat. Bảo hiểm xã hội 25,5% đúng rồi, nhưng mà người lao động là 8%, đúng không? 8, 9, 10, đúng rồi, 10,5. Người lao động là 8%, còn doanh nghiệp chịu là 17,5%. Cái chỗ này cô hay lộn, 17,5%. Đó là cái tỷ lệ nha. Như vậy tổng đếm lại tổng là 34%, 34% nha. 34% thì doanh nghiệp chịu tổng cộng là 23,5%. Đếm lại giùm cô cái tỷ lệ này cô hay quên lắm, vì nó cũng có thay đổi, cho nên là 23,5%. Còn người lao động chịu là 10,5%. Đếm đủ rồi phải không?
10,5%. Hiểu ý ha? Bảo hiểm xã hội là 8% nè, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 1 là 9,5. Vậy là hồi đầu cô nhớ đúng, cô lại copy lại sai. Tám phần trăm đúng không tụi em? 8% nè em, cộng với lại 1,5 là 9,5, cộng 1 là 10,5, đúng rồi ha. Ok rồi, đúng rồi ha. Đến lại con thì người ta cũng không có hỏi mình cái tỷ lệ này nè, nói cho biết thôi, và khi trích theo lương thì người ta cho sẵn tỷ lệ chứ cũng không có ai hỏi mình đâu, mình nói cho biết vậy thôi nha. Rồi tiếp tục, đó là tiền lương và các khoản trích theo lương. Thì ở đây chúng ta có một cái bài nè, tụi em làm cái nghiệp vụ bài này dùm cô. Cái nghiệp vụ trên màn hình, ở trong cái bài 6.2 cũng có. Tôi làm bài 6.2 đi. 6.2 tự nhiên cô không có đưa bài 6.2 là bởi vì cái tỷ lệ của nó không có đúng, cho nên là thì mình sửa đi ha. Bài 6.2 không biết ebook tụi em sửa chưa. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội đó là 25,5%, mà ở đây là 26. Không phải là sai đâu, mà là do cái tỷ lệ nó thay đổi á, chứ không phải là sai ha. Ok, bài 6.2.
Tụi em nhìn lên màn hình giùm cô đi. Tiền lương phải trả cho lao động ở bộ phận nào, chúng ta sẽ tính cho bộ phận đó. Tiền lương phải trả cho nhân viên ở bộ phận quản lý doanh nghiệp, chúng ta đưa vào đây. Tiền lương trả cho nhân viên ở bộ phận bán hàng, chúng ta đưa vào đây. Và như vậy tổng tiền lương phải trả ở đây là 150 triệu. Hiểu ý ha? Ở bộ phận nào chúng ta tính vào bộ phận đó. Đó là tiền lương phải trả. Rồi, chỗ này mà nếu mà trường hợp người ta không có cho đề, không có cho, nhưng mà nếu trường hợp thanh toán lương, thanh toán lương thì chúng ta sẽ thanh toán lương thì tùy theo từng công ty, người ta có thể thanh toán một lần hay là hai lần. Mà nếu mà thanh toán lương thì nó chỉ có cái bút toán này thôi. Tùy theo công ty ký bằng tiền mặt hay là chuyển khoản 112. Đây là thanh toán lương. Ở công ty có một số công ty thì một tháng trả lương hai lần. Lần một gọi là tạm ứng lương và lần hai thì thanh toán hết. Nhưng mà cũng có những công ty thì chỉ trả có một lần thôi. Thì đây là thanh toán lương. Như bài này thì nếu như thanh toán thì thanh toán 150 triệu đây. Được chưa? Rồi còn nghiệp vụ kế tiếp đó là nghiệp vụ các khoản trích theo lương. Các khoản trích theo lương là 338. 338 tính vào chi phí. 338 tính vào chi phí 23,5% và trừ vào lương 10,5% nha. 10,5%. Đó này ha, tính vào chi phí 23,5%. Tiền lương ở đâu thì các khoản tính theo lương đi theo. Đi theo vào trong đó 23,5% nha. Và trừ vào lương người lao động là 10,5%. Như vậy khi mà mình thanh toán lương, nếu như cái nghiệp vụ thanh toán không phải ở chỗ đó mà nó ở dưới đây. Nếu nghiệp vụ thanh toán lương mà ở dưới đây thì tiền lương trả sẽ là bằng gì tụi em? Không phải trả 150 triệu đâu. Không được đâu. Mà phải trừ đi các khoản gì? Trích theo lương. Ví dụ như ở đây các khoản trích theo lương 10,5% nhân lên là A đồng. Như vậy tiền lương của người lao động được lãnh là 150 triệu trừ cho gì? À, hiểu ý cô nói không? À, trừ cho A. Thì đó là lương nha. Cuối cùng đó là cái khoản vay. Cuối cùng là cái khoản vay. Khoản vay tụi em nhìn trên thanh chát đi. À, nếu là thưởng hoặc theo quý hoặc theo năm thì như thế nào? Tiền thưởng thì tùy theo nó phân lại hai loại thưởng. Thưởng á, nếu như mà thưởng theo lương. Thưởng theo lương ví dụ như là hàng tháng á, mà mình làm á, cái năng suất lao động mình mà nó lên. À, ví dụ như năng suất lao động mình nó tăng lên và tháng này mình được thưởng thì như vậy thưởng theo lương thì tính bình thường vào chi phí thôi. Mình ở bộ phận nào thì thưởng theo lương sẽ tính vào chi phí có của 334. Đây là thưởng theo lương tính vào chi phí bình thường, nó nằm trong lương mà nha, trong tổng tiền lương có nó mà nha. Còn nếu như mà trường hợp thưởng mà là do quỹ khen thưởng tài trợ, mình có cái quỹ khen thưởng thì quỹ khen thưởng tài trợ, quỹ khen thưởng giảm xuống và chuyển qua 334 là khoản thanh toán cho cán bộ công nhân viên. Thì thưởng quý, thưởng theo năm, theo quý, theo gì cũng vậy đó. Tùy theo có hai nguồn thưởng. Một là thưởng mà thưởng cái dạng theo lương thì sẽ tính vào cái chi phí của cái bộ phận sử dụng lao động. Ví dụ như 641, 642. Còn trường hợp thưởng thứ hai đó là thưởng mà thưởng từ quỹ khen thưởng phúc lợi. Trường hợp thưởng từ quỹ khen thưởng phúc lợi thì chúng ta giảm quỹ khen thưởng phúc lợi nha. Rồi, ở đây cô nói với tụi em cái nghiệp vụ vay. Nghiệp vụ vay á tụi em thì vay. Chúng ta có vay ngắn hạn, chúng ta có vay dài hạn.
có vay ngắn hạn, vay dài hạn. Thì vay dễ lắm mà, ngắn hạn dài hạn gì cũng vậy hết á. Chúng ta sử dụng tài khoản 341 thể hiện ngắn dài gì cũng chui vô đây hết. Chính vì vậy mà chúng ta phải theo dõi chi tiết về mặt kế toán, phải theo dõi chi tiết vay của ai, cá nhân hay là ngân hàng hay là các cơ quan, à vay của thời hạn bao nhiêu, lãi suất bao nhiêu, trả lãi trước lãi sau hay gì đó vân vân, thì kế toán phải mở sổ theo dõi chi tiết ha, để mà khi lập báo cáo thì ngắn thì chúng ta trình bày vào phần ngắn, dài thì chúng ta trình bày vào phần dài, và theo dõi chi tiết để còn có việc thanh toán lãi hay là thanh toán nợ gốc nha. Cái việc đó là kế toán là đương nhiên rồi, nhưng mà tài khoản sử dụng là tài khoản loại 3341. Khi mình vay thì nợ phải trả tăng lên, chúng ta ghi có 341 và thu tiền tùy theo tiền gì khi mình nhận được tiền vay. Rồi lãi phát sinh trong quá trình vay gọi là lãi vay, thì chúng ta sẽ tính vào 635 tiền mình trả ra, đây là lãi vay. Và cuối cùng trả nợ gốc vay thì ghi bút toán ngược lại, ghi giảm 341 và ghi giảm tiền mình thanh toán. Để thôi, khoản vay thì tương đối nó đơn giản, hiểu ý nha. Và cho cô cho tụi em ví dụ trong sách, nó ví dụ nó không có được rõ ràng cho nên cô cho tụi em ví dụ về cái khoản này nha. Nè, ví dụ như cô như sau, chúng ta sẽ phải phản ảnh cả hai bên nha. Đây, nhận hồ sơ thế chấp nhà xưởng, thế chấp một cái lô hàng đi, thế chấp một lô hàng 500 triệu. Doanh nghiệp chi 112 cho B vay 300 triệu. Thời hạn 3 tháng. Lãi trả hàng tháng. Hàng tháng. Rồi tụi em phản ảnh cho cô ở hai trường hợp. Thứ nhất, khi cho vay. Nhiệm vụ thứ nhất là khi cho vay. Ở cả hai bên A. Đây là mình là doanh nghiệp A nha. Ở cả hai bên A và B. Khi cho vay ở hai bên A và B. Nhiệm vụ thứ hai, em phản ảnh dùm cô lãi. Lãi ở đây giả sử như lãi suất là 10% một năm. 10% một năm. Rồi, và lãi trả hàng tháng. Nhà như vậy, ở đây nghiệp vụ thứ hai yêu cầu là tính lãi vay và ghi nhận theo kế toán lãi vay ở hai bên A và B cho cô. Rồi, làm thử coi. Chúng ta làm được á. Mà cô nhắc một chút xíu nha. Đối với lại bên cho vay, bên cho vay, cô nhắc chút xíu để tụi em làm trôi chảy và nó không có mất thời gian. Bên cho vay thì đây là một cái khoản đầu tư tài chính, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Còn bên đi vay thì chúng ta sẽ xài tài khoản 341 nha. Cô nhắc để tụi em không mất nhiều thời gian. 341. Rồi ok, làm cho cô.
Nào, bạn nào làm rồi thả lên giùm cô coi. Ở A, ở B. Ở A, ở B. Đúng rồi. Nhưng mà có phải còn thiếu cái tài sản không? 500 triệu cái thế chấp lô hàng hóa. 500 triệu thế chấp lô hàng hóa. A ghi sao, B ghi sao? Hàng này cô cho là hàng hóa nha, cho tụi em dễ xác định. Chúng ta đứng ở hai bên thấy không, chúng ta phản ảnh bên này ghi làm sao, bên kia ghi làm sao. Cho vay à, bạn suy nghĩ tới cái lô hàng hóa đi vay, bạn suy nghĩ tới cái lô hàng hóa nè. Vậy cô nói luôn để các bạn khỏi suy nghĩ về cái lô hàng hóa này nữa, tụi em nhìn lên màn hình giùm cô, tụi em phân biệt giùm cô các hoạt động sau đây: thế chấp, cầm cố, cầm cố. Hai cái hoạt động này nó khác nhau. Thế chấp là chỉ mang giấy tờ đi thôi, thế chấp là chỉ mang giấy tờ đi thôi, không có đem tài sản, chỉ giấy tờ thôi. Tài sản của ai thì người đó vẫn giữ, không có chuyển tài sản đi, chỉ mang bộ hồ sơ của giấy tờ đi mà thôi. Cho nên em thấy không có chuyển tài sản đi, chỉ là giấy tờ thôi. Cho nên cả hai bên thì không ghi tăng giảm tài sản thế chấp, không ghi tăng giảm tài sản thế chấp. Hiểu ý cô nói không? Tài sản thế chấp đâu vẫn yên đó mà, nó đâu có ra khỏi công ty đâu mà mình ghi giảm mà người khác ghi tăng. Hiểu ha? Còn cầm cố lúc này mới là vừa giấy tờ, vừa mang hồ sơ giấy tờ, vừa chuyển tài sản, tiễn tài sản đi luôn. À, đây là cầm cố. Khác nhau nha. Như vậy cái bài của mình là gì? Thế chấp, cho nên nội dung đó không ghi nhận. Đó nha. Rồi, còn nếu như trường hợp cầm cố, cái chỗ này là cô nói để các bạn nắm thêm thôi, còn không nắm thì thôi không sao. Nếu mà cầm cố thì bên giao tài sản thì sẽ ghi vào 244 và có của 156 giá trị lô hàng cầm cố là 500. Đó là cầm cố. Nhớ nha. 244 là cầm cố ký cược ký quỹ. Còn bên nhận tài sản, bên nhận tài sản thì lại không có. Trước đây bên nhận tài sản theo dõi ở tài khoản ngoài bảng, có một cái tài khoản ngoài bảng, nhưng hiện nay thì tài khoản ngoài bảng không còn nữa, thì chỉ theo dõi chi tiết thôi, chỉ theo dõi chi tiết cái tài sản mình nhận cầm cố thôi, không có ghi tăng vào tài sản của mình. Không theo dõi riêng cái lô hàng, được theo dõi riêng và theo dõi ở cái khoản tài sản người ta, có thể là niêm phong lại để cất vào một để chỗ riêng, nhưng mà không ghi tăng tài sản của mình. Lưu ý giùm cô, ở đây cô muốn nói tụi em phân biệt cái thế chấp và cái cầm cố.
Còn vấn đề hạch toán thì có lẽ như chúng ta là khối phụ thì chúng ta không đi sâu vào cái vấn đề hạch toán thế chấp hay cầm cố đâu. Chẳng qua trong cái bài này thì sẵn cô thử đưa cái thế chấp cho chúng ta hình dung cái nghiệp vụ thôi nha. Rồi như vậy là chúng ta đã học xong nợ phải trả. Rồi, tụi em lưu ý sẵn nói ôn luôn ha, ôn luôn cái này, ôn được tí nào thì ôn nè. Ở trong trường hợp này khi mà trình bày báo cáo tình hình tài chính đâu rồi đây, khi trình bày báo cáo tình hình tài chính thôi nhìn trên thanh chat đi, tại vì đáp án của tụi em nó ở trên thanh chat rồi. Cô lấy đáp án của bạn Kim nha. Đây, đối với lại doanh nghiệp A, khi trường hợp mà lên báo cáo tình hình tài chính thì A sẽ trình bày cái khoản này. A sẽ trình bày, A sẽ trình bày ở cái chỗ tài khoản 128 thì số dư cuối kỳ của tài khoản 128 sẽ trình bày trên báo cáo tình hình tài chính ở cái chỉ tiêu tên gọi là đầu tư nắm giữ, à xin lỗi, các khoản không phải đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, mà đây là các khoản phải thu về cho vay, phải thu về cho vay, phải thu về cho vay, bởi vì nó liên quan tới chương 5 nha. Mà chỗ này thì cũng ít người hỏi chứ không nhiều, nhưng mà nếu có hỏi thì nó ở điểm 9 điểm 10 nha. Nhớ nha, không phải đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đâu, mà là có cái chỉ tiêu khác tên gọi là phải thu về cho vay để theo dõi cái khoản này. Còn đối với trường hợp B, số dư của 341, A thì là số dư trên 128 đúng không? B là số dư trên 341. Đây, cô có bị bán xuống này. Đây là đối với B. B thì quá chạy rồi. Rồi, tụi em nhìn dùm cô đối với B. B thì là số dư cuối kỳ nó nằm trên tài khoản 341. À, 341 này chúng ta sẽ phải xem coi chi tiết là nó ngắn hạn hay dài hạn. Thì chúng ta thấy khoản này có 3 tháng thôi cho nên nó là ngắn hạn, thì nó sẽ trình bày vào cái khoản bên nợ phải trả ở cái chỉ tiêu vay và nợ phải trả, vay phải, nợ phải trả ngắn hạn, nợ vay nợ ngắn hạn, không có chữ phải trả, vay nợ ngắn hạn, số tiền là bao nhiêu cuối kỳ chúng ta đưa lên nằm bên nợ phải trả nha. Rồi tụi em nhìn lại lên màn hình giùm cô. Như vậy chúng ta đã qua cái chương nợ phải trả rồi, hôm nay chúng ta nói thêm một chút ở cái chương nguồn vốn chủ sở hữu. Tại sao cô đặt hai cái chương ở kế bên nhau? Cô đặt hai cái chương ở kế bên nhau nguồn vốn chủ sở hữu đó là bởi vì hồi nãy mình nói á, nợ phải trả. Hồi nãy mình nói là nợ phải trả. Đó là số tiền nó phát sinh từ giao dịch quá khứ dẫn đến nghĩa vụ hiện tại và trong tương lai mình phải thanh toán bằng nguồn lực của mình. Mình phải thanh toán trong tương lai bằng chính nguồn lực của mình. À, lúc nào không biết, có thể là ngắn hạn hay dài hạn không biết, nhưng mà mình sẽ phải thanh toán trong tương lai. À, còn nguồn vốn chủ sở hữu thì ngược lại nha, cũng là cái tiền mà người ta góp vào đơn vị mình cũng nhận tài sản, cũng nhận tiền, nhưng khi nó là vốn thì là doanh nghiệp không phải cam kết thanh toán, không phải cam kết thanh toán. Hiểu ý cô nói không? Chúng ta phân biệt hai cái chỗ này. Nợ phải trả thì nó được theo dõi ở tài khoản loại 3, bắt đầu từ con số 3. Còn nguồn vốn chủ sở hữu thì nó được theo dõi ở tài khoản loại 4, bắt đầu từ con số 4. Bắt đầu từ con số 4, doanh nghiệp không phải cam kết thanh toán cái số này. Nha. À,
ban đầu khi mới thành lập doanh nghiệp thì là chúng ta có tài khoản 411, tài khoản này thôi, mới thành lập doanh nghiệp mà, một tài khoản này thôi. Khi nhận vốn của các bên góp vốn, đây là đây nhận tiền, đây là nhận tiền của các bên góp vốn, các bên góp vô thì mình nhận thôi nha. Còn nếu mà người ta góp bằng hàng hóa, đây nợ 156. Còn người ta góp bằng tài sản cố định, đây 211. Hiểu ý cô nói không? Và người ta không phải cam kết thanh toán cái khoản này, trừ khi gì? Doanh nghiệp mình bị phá sản hay là giải thể. Trừ khi giải thể doanh nghiệp không hoạt động nữa, giải thể doanh nghiệp. Như vậy, lỡ góp vô rồi mà bây giờ không muốn góp, muốn hồi lại tiền thì bị làm sao? Không lẽ đợi khi nào nó giải thể trời? Hiểu ý không? Như vậy trong trường hợp này, trong trường hợp mà chúng ta đã lỡ góp rồi mà chúng ta không muốn tiếp tục góp nữa thì chúng ta sẽ có cái phần mua bán cái phần vốn, vốn góp. Mua bán cái phần vốn góp. Hiểu ý không? Người ta mua bán vốn. Vốn cổ phần thì người ta mua bán cái vốn cổ phần đó, nếu có giao dịch trên sàn thì rất là tốt nha, chúng ta bán ở trên sàn thì được rồi. Còn nếu trường hợp cái mã chứng khoán của chúng ta mà không có giao dịch trên sàn thì chúng ta phải ra sàn ngoài, ra sàn ngoài, hoặc có thể là không có ra sàn nữa mà là thỏa thuận giữa các bên, các bên sẽ thỏa thuận với nhau nha. Thì đó là 411 nha. 411 là khi mới thành lập doanh nghiệp thì chúng ta có cái này, có cái khoản này thôi. Trong quá trình hoạt động kinh doanh chúng ta sẽ phát sinh thêm 421. Tụi em nhớ tài khoản này là gì không? Lợi nhuận xưa sau thuế chưa phân phối. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Có tài khoản 421. Tài khoản 421 chúng ta có 4. Nếu mà lãi thì nó sẽ ghi nhận từ nợ 911, có 421. Còn nếu mà trường hợp lỗ thì nó sẽ ghi nhận ngược lại nợ 421. Cô lấy cái 421 mà cô nói à, 421 tăng khi có lãi và 421 giảm khi bị gì tụi em? Lỗ. Hiểu ý không? Còn cái 911 còn lại là nó theo đối ứng. Cô lấy theo cái này, lãi lỗ. Mình là tài khoản loại 4, 421 đào tài khoản loại 4. Chú ơi, đây, lãi. Cô ăn theo cái chữ lãi cái này nè. Lãi, lãi. Cho nên 421 ghi bên gì tụi em? Đó. Và như vậy cái đối ứng còn lại là nợ. Đó chưa? Còn trong trường hợp bị lỗ, trong trường hợp bị lỗ thì ngược lại cái 421 này nè, nó đi bên gì? Bên nợ. Cái tài khoản còn lại là cái đối ứng. Được chưa? Cô tiếp tục ha. Có lãi rồi, mình có lời rồi, mình phân phối lợi nhuận. Mình phân phối cái lãi này gọi là phân phối lợi nhuận. Phân phối lợi nhuận thì lợi nhuận có, bây giờ mới phân phối. Phân phối như vậy 421 tăng hay giảm tụi em? Phân phối thì 421 giảm xuống, đúng không tụi em? Phân phối thì lợi nhuận giảm xuống. Lợi nhuận giảm xuống phân phối vào đâu? Đây, trả lãi cho các cổ đông góp vốn, các thành viên góp vốn, trả lãi. Còn nếu trong trường hợp nói trả mà chưa trả thì 338. Đây là trả lãi, trả lãi cho các thành viên góp vốn, cho các thành viên góp vốn. Hiểu ý nha? Trả lãi cho các thành viên góp vốn. Tùy theo thành viên là ai, là cổ đông cũng bút toán này, là nhà nước cũng bút toán này, là các công ty đối tác người ta đầu tư vốn vào đơn vị mình cũng bút toán này. Nói chung trả lãi, trả cho ai thì chúng ta sẽ chi tiết vào 338. 338 này là nhà nước hay là 338 này là ông A, ông B, ông C gì đó không biết, A, B, C gì đó, trả cho ai thì chi tiết cái phần tên của người đó trả lại.
Được chưa? Tiếp. Chúng ta có lãi rồi thì thường thì không có trả hết lãi đâu, người ta sẽ sử dụng lại cái phần vốn để mà phát triển doanh nghiệp lên, đó là trích vào quỹ đầu tư phát triển. Đây gọi là quỹ đầu tư phát triển, hiểu ý không? Thường thì không có ăn hết lãi đâu, chừa lại để đầu tư phát triển cho doanh nghiệp nha. Rồi còn có thể là trích cho quỹ khen thưởng phúc lợi. Quỹ khen thưởng phúc lợi để gắn bó, gắn kết cái người lao động với lại doanh nghiệp nha. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi, được chưa? Thì trong trường hợp mà em chi quỹ khen thưởng phúc lợi, khi nào mà chi quỹ khen thưởng phúc lợi này thì hồi nãy giống bạn hỏi vậy đó, thì chúng ta sẽ ghi giảm 353 và trả cho người lao động thì 334 ha. Hoặc có thể là không có trả nhưng mà cho đi chơi, đi nghỉ mát ha, 112 hay là cái gì đó vân vân, hay là mua dàn karaoke về cho mà hát vân vân. Khi mà chúng ta chi thì cái quỹ này nó giảm xuống, và quỹ giảm xuống thì ghi bên nợ của 352. Quỹ giảm xuống thì ghi bên nợ và trả cho người ta thì 334. Còn cho đi chơi hay là mua bánh, mua kẹo, bánh trung thu về phát cho mọi người họp vân vân thì nó là 112. Thì đây là cái phần tổng quát, cái phần tổng quát của cô nói về cái nguồn vốn chủ sở hữu. Nguồn vốn chủ sở hữu đó là một cái khoản mà người ta đầu tư vào doanh nghiệp, nhưng mà doanh nghiệp có quyền sử dụng nhưng mà không phải cam kết thanh toán trừ khi giải thể doanh nghiệp. Thì ai là người đầu tư vào doanh nghiệp? Người đó chính là chủ sở hữu của doanh nghiệp, hiểu không? Ví dụ mình mở một công ty ra mà nhà nước bỏ vốn vô thì nhà nước là chủ sở hữu của doanh nghiệp. Mình mở một công ty ra mà ông A ông bỏ vốn vô cho mình hoạt động, ông A chính là chủ sở hữu của một doanh nghiệp, hiểu ý không? Mà tùy theo từng loại hình hoạt động mà người ta sẽ gọi tên chủ sở hữu khác nhau. Ví dụ công ty cổ phần thì chủ sở hữu gọi là cổ đông. Công ty mà do trách nhiệm hữu hạn thì các thành viên bỏ vô góp thì gọi là chủ cái gì? Không phải cổ đông mà là các thành viên góp vốn. Hiểu ý không? Thì tùy theo loại hình doanh nghiệp mà người ta sẽ có cái tên gọi cho cái người chủ này, và không phải cam kết thanh toán. Cho nên chúng ta lỡ bỏ vô rồi thì chúng ta không có lấy tiền về được, ngoại trừ khi nó giải thể nha. Thì khi nó giải thể, trong trường hợp này mà mình muốn bán thì phải phát sinh cái phần mua bán, cái phần vốn góp của mình. Nếu mà là chứng khoán thì dễ rồi, cổ phiếu thì chúng ta ra trên sàn, chúng ta đặt lệnh chúng ta bán thôi nha. Còn không thì chúng ta phải kiếm đối tác để mà bán. Rồi tiếp tục, vốn chủ sở hữu là những gì còn lại sau khi lấy tổng tài sản. Sau khi lấy, cái này liên quan tới đại cương nguyên lý. Sau khi lấy tổng tài sản trừ đi nợ phải trả. Đây là những gì còn sót lại. Vốn chủ sở hữu là những gì còn sót lại sau khi lấy tổng tài sản trừ đi nợ phải trả. Đây là cái phương trình cân bằng kế toán mà chúng ta học từ hồi đại cương. Thấy không? Hồi trước khi mà mình học cái bài này, trước khi mà mình học kế toán, thì thí dụ như mình nhìn đại gia. Tại sao gọi người ta là đại gia vậy? Bởi vì người ta có cả ngàn tỷ, cả trăm tỷ, cả ngàn tỷ, người ta là đại gia. Nhưng mà có đôi khi mình tự nhiên mình nghe đại gia ABC nào đó bị phá sản. Tại sao đại gia cả ngàn tỷ mà bị phá sản vậy? Đó là nó bị thua bởi cái phương trình cân bằng kế toán này. Ví dụ một đại gia A, em nhìn thấy họ có cái máy bay riêng mấy triệu đô,
họ có rất là nhiều biệt thự, villa, nhà ở nước ngoài vân vân. Như vậy là em nhìn vào đâu vậy? Em nhìn vào tài sản của cái đại gia đó. Ví dụ em đếm sơ sơ ra cổ phần cổ phiếu của đại gia đó trên sàn là 2.000 tỷ ha. Tổng tài sản của nó là 2.000 tỷ. Em nói trời, đại gia bự quá, mình tỷ kiếm không ra. Hiểu ý không? À, nhưng mà em chỉ mới nhìn vào tổng tài sản của người ta mà em chưa thấy phần nợ phải trả của họ. Em hiểu cô nói không? Nếu như đại gia này mà có nợ phải trả mà ví dụ cả 500 tỷ thôi thì như vậy nó là đại gia thiệt. Nó là đại gia thiệt, nó cả cả ngàn tỷ, nó đại gia thiệt. Nhưng mà nếu nợ phải trả của cái công ty này mà nó 2.500 tỷ thì nó nghèo hơn mình. Đại gia này nó nghèo hơn mình. Em hiểu cô nói gì không? Mình còn có ít nhất là 5 triệu, 10 triệu. Còn trong khi họ, cái tiền của họ nó bị gì tụi em? Bị âm. Mình chỉ thấy cái tài sản nổi của họ thôi mà mình không thấy nợ phải trả. Trong trường hợp bị âm như thế này, vốn bị âm 500 tỷ thì sao? Thì tùy theo loại hình doanh nghiệp mà sẽ xử lý cái người này. Nếu trường hợp loại hình doanh nghiệp là chịu trách nhiệm vô hạn, nếu trường hợp loại hình doanh nghiệp là chịu trách nhiệm vô hạn thì như vậy cái người này họ phải bán nhà, bán cửa, bán tài sản, bán tất cả đi để trả cho xong cái 500 tỷ này mới yên. Còn nếu trường hợp loại hình doanh nghiệp là trách nhiệm hữu hạn, ôi, tới đây là họ phủi tay, họ đứng lên. Trách nhiệm hữu hạn mà, trách nhiệm hữu hạn trên số vốn mà họ đăng ký. Cho nên trong trường hợp dùng hết tài sản mà đăng ký tài sản của doanh nghiệp để trả mà trả không hết, ráng chịu, tôi đứng sắp tay, tôi phủi tay, tôi bỏ đi. Cho nên khi mình làm ăn kinh tế mà chuẩn bị làm lớn với một đơn vị nào đó, mình phải để ý cái loại hình doanh nghiệp của nó. Hoặc chúng ta muốn cho vay, hoặc chúng ta muốn cho bán thiếu, bán nợ, vân vân, thì chúng ta phải để ý cái loại hình doanh nghiệp nó chịu trách nhiệm hữu hạn hay vô hạn. Nếu chịu trách nhiệm hữu hạn là nhiêu đó vốn là thôi đó nha. Ai biểu mình mắt nhắm mắt mở, mình nhìn, mình ráng, mình chịu, mình đọc báo cáo tài chính, mình thấy, mình ráng chịu. Còn nếu trường hợp trách nhiệm vô hạn thì người này phải bán nhà, bán cửa, bán tất cả. Mà bán hết rồi trả vẫn không hết. À, bán hết rồi mà vẫn còn thiếu nợ thì bán cái tự do của mình. Ý là ở chổng đi nghỉ mát, đi nghỉ dưỡng. Tùy theo số năm mà sẽ có thời gian nghỉ dưỡng, tùy theo số tiền số năm mà người ta sẽ quy cái thời gian nghỉ dưỡng là lâu hay là mau. Hiểu không? Thì nói về vốn chủ sở hữu thì chúng ta hình dung như vậy. Lâu lâu cái ra trường, cái gặp bạn, gặp bè, cái mình nói u dạo này nó giàu lắm. Ví dụ vậy. Dạo này nó giàu lắm, nó đi cái xe cả tỷ. Ví dụ vậy. Cái đó là mình chỉ mới nhìn cái gì tụi em? Mình chỉ nhìn cái tài sản của nó thôi mà mình chưa nhìn vào nợ phải trả của nó. Hiểu không? Mình phải nhìn vào nợ phải trả. Ví dụ cái xe đó mà nó mua đứt 100% thì còn không nói, chứ ví dụ cái xe đó nó mới đóng có 10% mà nó góp 90% vậy nó đâu có hơn mình nhiều đâu. Nó hơn mình chỗ nó liều. Hiểu ý cô nói không? À, nó hơn mình chỗ nó liều thôi. Cho nên là khi chúng ta chưa có học thì chúng ta nhìn cái tổng tài sản. Còn khi chúng ta học rồi thì chúng ta phải để ý cái vốn chủ sở hữu là những gì còn lại sau khi lấy tổng tài sản trừ đi cái phần nợ phải trả của cái công ty, của đơn vị, của cá nhân nào đó. Cũng vậy, mình phải nhìn như vậy. Cá nhân cũng phá sản, vay mượn nợ nhiều quá, tài sản không đủ để đảm bảo, phá sản trốn nợ, nghe hoài. Có nghe hoài không tụi em? Trốn nợ nghe hoài ha. Rồi, chúng ta làm cái bài đây, bài 7. Làm bài 7.1 cho cô. Bài 7.1.
tụi em đánh dấu thôi, cái nào nghiệp vụ nào ảnh hưởng đến tài khoản 421 là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối á. Lợi nhuận xưa sau thuế chưa phân phối đó chính là tài khoản 421. Người ta hỏi nghiệp vụ nào, nhìn trên thanh chat 421. Người ta hỏi nghiệp vụ nào ảnh hưởng đến 421, cái nào làm nó tăng, cái nào làm nó giảm. Cô không biết cái bài của tụi em giống bài cô không? Có phải là cho tình huống sau đây, các tình huống nào ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, đúng không? Tụi em phải câu hỏi như vậy không? Đúng rồi, 7.1 đó em. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn em. Chẳng qua là đọc qua biết thôi, cái nào làm tăng, cái nào làm giảm lợi nhuận sau thuế. Cô nói lại 911 hả? Ừ. Cô nói lại cái chỗ 911 hả? Bạn nào chưa nghe được thì nghe cái chỗ 421 911 nè. Việt Anh, cái 421 tên của nó là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nha. Nó là tài khoản loại 4 cho nên nó tăng ở bên đó. Tăng bên đó. khi có lãi nha, và khi có lãi thì nó sẽ ghi nhận cái bút toán này đây, lãi từ 911 chuyển qua, được chưa? Rồi, tài khoản 421 ghi giảm bên nợ khi bị lỗ nha. Và khi bị lỗ thì đây là cái bút toán ghi nhận lỗ, 421 giảm bên nợ và có 911. Và nó còn giảm bên nợ khi có hai cái khi này là khi bị lỗ và khi phân phối lợi nhuận có lãi. Em có lãi thì mình phân phối thì giảm 421. Nên cái nội dung này để cô chuyển xuống đây cho em nhìn được nguyên vẹn cái màn hình đó. 421 khi tăng bên có thì có lãi, giảm bên nợ khi có hai cái khi: thứ nhất khi bị lỗ, và thứ hai là khi chúng ta xài cái phân phối cái lợi nhuận, chúng ta sử dụng cái lợi nhuận thì lợi nhuận nó giảm. Rồi, chúng ta trở lại cái 7.1. Từ trên xuống dưới cô cho là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có 6 dòng ở bài 7.1 thì dòng nào?
làm tăng, làm giảm, không ảnh hưởng. Một, ví dụ như nào, một là lỗ. Lỗ như vậy làm cho 421 nó làm sao tụi em? Giảm. Hiểu ý không? Hai là khi chúng ta chia, tuyên bố chúng ta chia cổ tức thì chúng ta 421 cũng giảm luôn. Nhưng mà nghiệp vụ 3, thanh toán cái cổ tức mà mình kêu chia ở nghiệp vụ 2 thì nó không tăng không giảm. Cô đang nói tài khoản 421 nha, trong cái nghiệp vụ này có 6 nghiệp vụ, nó làm cái nào làm tăng, cái nào làm giảm 421 nha. Nghiệp vụ 4 có lãi. Như vậy ở nghiệp vụ 4 thì 421 sẽ tăng. Nghiệp vụ 5 là sử dụng lãi trích vào các quỹ, cho nên nghiệp vụ 5 thì 421 giảm. Và khi chi cho người lao động thì đâu có ảnh hưởng gì tới 421 nha, không ảnh hưởng. Được chưa? Rồi. À, về nhà làm cho cô. Thắc mắc gì cứ việc hỏi nha. Thứ nhất là chúng ta nghỉ dài lắm ha. Và bắt đầu từ tuần sau trở đi là chúng ta học có một buổi thứ hai thôi. Chia cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối, đúng vậy. Cho nên cái chia đó mình mới giảm đó em. Đúng rồi đó. Cho nên nghiệp vụ 2 mình mới giảm đó. Nghiệp vụ 2 là mình ghi vậy nè. Nợ 421 có 338. Mình nói chia nhưng mình chưa chia. À, nghiệp vụ 3 mới không thay đổi. À, nghiệp vụ 3 liên quan tới nghiệp vụ 2. Nghiệp vụ 2 là mình chuyển qua 338 tại vì mình nói trả nhưng mình chưa có trả. Sang nghiệp vụ 3 mình mới trả, như vậy đâu có còn dính dáng tới 421 nữa, mà mình trả trên 338 và mình trả bằng tiền. Rõ không? Nghiệp vụ 2 mình nói trả mà mình chưa có trả, mình mới có tuyên bố mà, nhưng mà mình đâu có trả đâu. Đây là nghiệp vụ 2. Mình nói trả nghĩa là mình công bố cái phần chia lãi của mình sẽ trả bằng tiền mặt. Nhưng mà mình chưa trả mà. Sang nghiệp vụ 3 mình mới trả cơ. À, như vậy ở nghiệp vụ 2 khi mình quyết định và mình công bố cái việc mà mình sẽ gửi thông báo cái việc mà mình sẽ chi trả lãi thì là 421 của mình tính từ thời điểm đó phải giảm. Nhưng mình chưa trả cho họ. Sang nghiệp vụ 3, khi nào mà mình thực tế trả thì mình sẽ trả, thì lúc này nó đâu có ảnh hưởng tới 421 nữa, mà nó là cái khoản thanh toán khác rồi. Như vậy nghiệp vụ 2 là giảm, còn nghiệp vụ 3 là không ảnh hưởng. Đấy chưa? Nó tương tự như vậy đối với nghiệp vụ 5 và nghiệp vụ 6. Ở nghiệp vụ 5 và nghiệp vụ 6 cũng vậy. Ở nghiệp vụ 5 thì chúng ta trích quỹ, chúng ta ghi giảm 421, chúng ta ghi có vào quỹ. Đây là ở nghiệp vụ 5. Cũng giống vậy đó. Chúng ta sử dụng quỹ, chúng ta trích vô nghiệp vụ 5. Do đó ở nghiệp vụ 5 là 421 nó giảm. Nhưng mà sang nghiệp vụ 6 thì khi chúng ta chi trả thưởng cho người lao động thì chúng ta đâu có ảnh hưởng gì tới 421 nữa. Mình trả bằng tiền hay là gì đó, mình trả bằng tiền hay mình chuyển qua 334 trả cho người lao động thì nó đâu ảnh hưởng tới 421. À, như vậy tụi em để ý nghiệp vụ 2-3 nó tương tự nghiệp vụ 5-6. Hiểu ha? Rồi nè,
hơi nhiều việc chút nha. Bài tập 5.7. Tiếp bài tập 6.1. 6.1 là cái tình huống nhỏ xíu à. Bài tập 6.1 cũng giống như là bài tập tình huống vậy đó, cho tụi em xác định thôi. Xin lỗi, không phải bài tập 6.1 mà là tình huống 6.1. Tình huống 6.1. Và một bài 7.3. Một cái chương 5, một cái chương 6, một cái chương 7. Bài tập 7.3. Một cái chương 5, một cái chương 6, một cái chương 7. Mỗi thứ có một chút xíu à. Nhưng mà là nó nhiều hơn mỗi lần chút xíu. Và qua tuần sau, tụi em có nhớ lịch không? Cô dừng trình bày, cô chuyển qua đây cho tụi em nhìn nha. Chứ không thôi để mà biết đường học. Bản thân cô cũng biết đường mà lên lớp. Đây, thông tin lịch giảng. Lớp mình là lớp khai giảng ngày mấy tụi em ha? Ngày 10. Cái chuyện nhầm á. Thứ hai, thứ tư, ngày 4 tháng 10 đúng không tụi em? Rồi cô xem màn hình cho tụi em coi. Nè, ngày 4 tháng 10 mình thứ hai, thứ tư nè, kế toán tài chính nè. Lịch chi tiết của mình nè. Rồi, 1 2 3 4 5 6, hôm nay là bữa thứ 6 nha. Qua tuần sau nè, em nhìn nè. Qua tuần sau chúng ta học thứ hai. Tuần tới chúng ta học thứ hai. Ý. Không có đăng ký giảng được. Qua tuần sau chúng ta học thứ hai 25. Tới nữa chúng ta học 1 tháng 11 là thứ hai. Tới nữa chúng ta học 8 tháng 11 thứ hai. Tới nữa thì chúng ta học trên lớp nè tụi em. Thấy không? Thấy trên lớp không? Bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 nếu không có gì thay đổi chúng ta lên lớp. Nha. Như vậy thì bây giờ để cô tính buổi cho tụi em có kế hoạch. 1, 2, 3, 4, 5, 6 buổi rồi. Tuần sau chúng ta học là buổi thứ 7. Cô quên dặn SCOM, đọc SCOM cho cô. SCOM chương 8. SCOM chương 8. Chương 8 là chương quan trọng. Cô nói chung chương nào cũng quan trọng đó, tại vì trắc nghiệm mà chương nào cũng có hết trơn á. Nhưng mà chương 8 người ta hỏi nhiều hơn. Cái số câu khi làm á thì số câu nó nhiều hơn. Chứ còn cái chỗ nào thì nó cũng có hết nha. Rồi, như vậy tuần sau chúng ta học chương 8. Chương tuần tới nữa cô ôn cho tụi em. Nha. Tuần tới nữa cô ôn, cô hệ thống cho tụi em. Rồi, tới nữa cô cho tụi em làm một cái bài. Tại vì sao cô làm cho làm một cái bài vừa trắc nghiệm vừa tự luận, bởi vì tụi em sẽ có hiểu cô nói không nha. Tụi em sẽ cái ngày 15 á, là tụi em bắt đầu lên lớp học rồi theo kế hoạch, theo kế hoạch thôi. Nhưng mà nếu mà như vậy tụi em vẫn có thể là thi trên lớp, hiểu ý không? Cho nên là cô sẽ cho tụi em làm thử á. Thi trên lớp với thi online tụi em thích cái nào hơn ha? Online hay trên lớp mấy đứa? Nói chung là nói xa quá cũng chả có nói được đâu. Thôi bây giờ túm lại là cái gì? Thi online thì tốt rồi, nhưng mà ngày 15 tháng 11 là kế hoạch nó lên lớp rồi. Lâm thành thử ra khi nào mà thí dụ có ai tham vấn mình thì mình sẽ nói. Còn nếu không thì họ tự quyết thì thôi. Nhưng mà cô nghĩ chắc online quá à mấy đứa ơi. Tại vì em biết sao không? Chưa chích. Như Mỹ Linh nói nè, mình đặc thù của trường đại học á, không chắc gì ngày đó lên lớp học đâu. Ê, cô nói theo cô nha. Tại vì đúng vậy, đặc thù của đại học, ví dụ phổ thông thì người ta ở một tụ ở đây,
Còn đại học thì đặc thù là ở các vùng miền người ta lên để giải quyết vấn đề hai mũi cho học viên là một điều rất là khó, mà đủ hai mũi thì mới được lên lớp, hiểu ý không? Đúng rồi, đúng vậy, cho nên là trên lịch ghi vậy thôi, chứ cô cũng nghĩ là online chính xác ở cái vấn đề đó, là các bạn là coi như toàn bộ là các vùng miền người ta tới mà chưa có chích được đâu, cho nên là khả năng là không có đâu. Ok, như vậy yên tâm rồi, thôi không có nói dài, nói tới đây được rồi, rồi từ từ mình học. Đúng vậy, ok, chắc không tới nổi lên lớp đâu, cô cũng nghĩ vậy, mà cô cũng nghĩ tụi em thi online luôn, hiểu ý không? Chưa chích được đủ không á, không thành vấn đề đâu. Ok rồi, vậy mình nghỉ nha mấy đứa, cô biết rồi, thôi như vậy để cô tự canh lịch, không có sốt ruột theo cái kiểu lên lớp nữa. Ok mấy đứa nghỉ nha, có bài giùm cô nha mấy đứa. Ok bye bye, tạm biệt các bạn. Đúng, nếu mà có ý kiến cô sẽ cho ý kiến các bạn muốn online. Ok, cảm ơn các bạn. 20 tháng 10 vui vẻ nha mấy đứa. Cảm ơn tất cả các bạn phụ nữ. Chúc cô ngày phụ nữ Việt Nam luôn luôn xinh đẹp và dồi dào sức khỏe và đạt được những thành công trong cuộc sống. Ôi trời ơi, cảm ơn em nhiều lắm. Cô cảm ơn các bạn. À, chúc các bạn nữ trong lớp một ngày 20 tháng 10 vui vẻ nữa nha. Bạn thiệt là chu đáo luôn.